Xin chào anh chị, bà con và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với anh chị, bà con và các bạn bộ ghế cũ tay 12 gỗ tràm. Rất là đẹp. Ra đi là giá là 6,5 triệu nha. Mình bao giao tận nơi cho bạn nào ở Bình Dương nha. 6,5 triệu. Nếu bạn nào ở Bình Dương thì mình bao ship tận nơi cho những bạn nào ở Bình Dương nha. Thì mình bán giá là 6,5 triệu thì mình sẽ tặng cho các bạn mặt kính cường lực luôn, với tấm lót bàn cường lực này là cũng vậy nha các bạn. Mặt kính cường lực mình mua là cũng gần 600 á, kèm với thêm một bình bông nữa, bao ship. Nếu mà bạn nào ở Bình Dương hay Bình Phước, Bình Dương Bình Phước mình sẽ bao ship tận nơi cho các bạn. Giá là 6,5 triệu nha các bạn. Tay 12 gỗ tràm nha. Thì bạn nào có nhu cầu thì gọi cho mình đi nhanh nha, cho mình sẽ liên hệ với mình sẽ ship cho. Thì bạn nào nếu mà ở gần thì có thể tới đây để xem mình ở ngay huyện Bầu Bàng nha các bạn. Mình ở huyện Bầu Bàng. Huyện Bầu Bàng là huyện Bến Cát cũ, huyện Bến Cát mới tách ra đó. Bầu Bàng cuối tỉnh Bình Dương nha các bạn. Tặng cho các bạn là một cái khăn với lại cái khăn này, lót với đủ bộ luôn nha, trọn bộ, có kiến cường lực, tặng luôn bình bông luôn. Nó có hai cái ghế rời nha. Đây, ghế này. Có hai cái rất đẹp nha các bạn. Do nhu cầu mình không xài nữa nên ra đi em nó với giá là 6,5 triệu nha mấy bạn. 6,5 triệu. Bộ gỗ tràm tay 12. Nha.
vết không một lỗ nhỏ nào nha các bạn, không có một lỗ nhỏ nào nha. Thì bộ nó chỉ có thêm hai cái ghế đậu này. Mặt con rồng rất ngầu như này. Xa nữa các bạn, còn đây 12 tặng luôn kính cường lực với bình bông khăn trải bàn luôn, trọn bộ 6,5 triệu nha các bạn. Bán giá rẻ cho bạn nào có nhu cầu, thì liên hệ với mình với số điện thoại.